Xin chào các bạn. Để tôi kéo khẩu trang lên đã. Hiện tại Sài Gòn lúc này đang là 6:30 chiều thứ bảy các bạn ạ. Tôi bây giờ đang đi bộ đến nhà chị tôi ăn cơm. Và chị tôi thì tôi quen bà ấy là năm nay là năm thứ 30 mấy. Tôi quen bà được gần 40 năm các bạn ạ. Và bà chị rất quen thuộc ở trên Facebook. Đó chính là chị Quỳnh Tiên nhé các bạn nhé. Có truyền thuyết kể lại rằng thì nếu mà tình bạn mà quen nhau trên 7 năm thì là đó là tình bạn mãi mãi. Mà chúng tôi quen nhau gần 40 năm thì đó là tình bạn gì hả các bạn? Thì đó là tình bạn mãi 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 mãi. Thực ra thì đùa chút thôi. Dịch dã thế này thì các bạn, chỗ các bạn thế nào? Sài Gòn đang cách ly toàn xã hội, giãn cách toàn xã hội nhá. Hiện tại thì những ai ở Sài Gòn mà đi các tỉnh khác thì sẽ phải cách ly 21 ngày. Cho nên là tôi chỉ có lang thang ở gần nhà thôi. Chứ tôi không dám đi ra khỏi nhà đâu các bạn ạ. Giờ tôi đến nhà chị Quỳnh tầm 1.2 các bạn ạ. Mà cái tốc độ đi của tôi thì là 13 km/h. Thì là tôi đi chắc tầm khoảng gần 6 phút là tôi sẽ tới nơi. Mọi người hỏi tôi có mệt không thì tôi trả lời luôn là tôi không thấy mệt nhé. Tại vì đi tầm hơn 1 cây thì tôi là bình thường. Tại vì ngày nào tôi cũng đi tầm chục cây đi bộ các bạn ạ. Các bạn đang làm gì vậy? Các bạn đã ăn cơm chưa? Các bạn ở nhà nhớ tập thể dục đều đặn nhé. Đi bộ tôi thấy cũng tốt. Vậy là tôi đã đến nơi rồi các bạn ơi. Đi mất gần 6 phút các bạn ạ. Giờ tôi lên toát hết cả mồ hôi các bạn ạ. Giờ thì đã gần đến nơi rồi, chuẩn bị được ăn rồi các bạn ơi. Các bạn ăn tối chưa? Bạn ăn tối đi nhé. Thôi tôi vào đi ăn đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.